Giá cà phê hôm nay ngày 26 tháng 10, ta tăng rất mạnh, vượt mốc 2.200 USD mỗi tấn. Giá cà phê hôm nay ngày 26 tháng 10 trong khoảng 40.300 đến 41.200 đồng mỗi kg. Giới đầu cơ lo ngại thiếu hàng trong cục bộ. Trong bối cảnh vụ cà phê mới tại Việt Nam đang bị ảnh hưởng bởi mưa bão khá nặng nên chưa thể thu hái rộ đưa ra thị trường. Tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc, Lâm Đồng giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 40.300 đồng mỗi kg tại huyện Cư Mờ Ga, Đắk Lắk giá cà phê hôm nay ở mức 41.200 đồng mỗi kg, tại huyện Yê Hát Leo, Đắk Lắk, Buôn Hồ, Đắk Lắk giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 41.100 đồng mỗi kg. Tương tự tại tỉnh Đà Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 41.100 đồng mỗi kg tại Gia Nghĩa và 41.000 đồng mỗi kg ở Đà Giờ Lắc. Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 41.100 đồng mỗi kg, chưa prong ở Pleiku và La dài cùng giá 41.000 đồng mỗi kg. Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Con tum được thu mua với mức 41.100 đồng mỗi kg. Sáng nay, giá cà phê tại các vùng trồng trọng điểm tăng 300 đến 400 đồng mỗi kg so với cùng thời điểm sáng hôm qua. Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta tại London giao tháng 11 năm 2021 tăng 73 USD mỗi tấn ở mức 2.207 USD mỗi tấn. Giao tháng 1 năm 2022 tăng 54 USD mỗi tấn ở mức 2.195 USD mỗi tấn. Trong khi đó trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 12 năm 2021 tăng 2,7 cent ở mức 202,55 cent LB. Giao tháng 3 năm 2022 tăng 2,55 cent ở mức 205,15 cent Trong phiên vừa qua, dầu bút vẫn duy trì đà tăng tốt với một phiên tăng ấn tượng. Sau phiên này, tình trạng vắt giá cấu trúc giá đảo nghịch lại diễn ra cho thấy giới đầu cơ lọ ngại thiếu hàng trong cục bộ. Điều này diễn ra trong bối cảnh vụ cà phê mới tại Việt Nam đang bị ảnh hưởng bởi mưa bão khá nặng nên chưa thể thu hái rộ đưa ra thị trường. Trong khi đó, cuộc khủng hoảng lo toàn cầu vẫn rất trầm trọng, khiến tàu bè ách tắc, công tè nơ rỗng thiếu hụt. Trong khi đó, sau thời gian giảm, giá Zabica đã được cải thiện, nguyên nhân do giá trị đồng di của Brazil tăng và các quỹ đầu cơ tăng mua trên sàn New York. Ngoài ra, tại Nam Mỹ, tình trạng hàng hóa ủ nứ vì thiếu công te nơ rỗng cũng đang diễn ra, khiến nguồn cung bị đe dọa, kích thích giá tăng. Về nhận định thị trường, chuyên gia Nguyễn Quang Bình nhận xét, từ đầu năm giá sản London đi từ dưới 1.400 lên trên 2.172 USD mỗi tấn, tức tăng chừng 55% có thể được giải thích là do chuỗi cung ứng cà phê toàn cầu đứt gãy, lượng tồn kho tại các nước tiêu thụ giảm rõ, nên giá hàng hóa tăng, nhất là nhóm năng lượng nên giá cà phê cũng tăng cho cân đối mà không cần dựa vào các yếu tố cung cầu. Cấp cầu biển tăng và sàn giao dịch đã tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà kinh doanh giao hàng nên mới có đợt vắt giá dài cho đến nay vẫn chưa dứt. Đó là chưa nói tới nguồn vốn dồi dào được các ngân hàng trung ương tung ra cứu nền kinh tế. Bối cảnh thị trường sắp tới còn có yếu tố lạm phát, điều đó cũng giúp cho giá hàng hóa có điều kiện vững hay tăng vì giá thành sản xuất và chế biến tăng. Nhà sản xuất không thể hạ giá và nhà chế biến phải tìm cách nâng giá sản phẩm. Chuyên gia Nguyễn Quang Bình đưa ra lời khuyên, chữ hay tạm chữ cà phê chờ giá lên là cách làm nên tránh, đặc biệt trong giai đoạn từ nay đến nửa đầu năm 2022. Chính sách tiền tệ các nước tiêu thụ sẽ phải thay đổi thường xuyên như tăng lãi suất hạn chế lạm phát, thu hồi các gói hỗ trợ làm khối lượng tiền mặt trên thị trường nhỏ lại. Giá sẽ dao động mạnh đến cực mạnh vì các quỹ đầu tư tài chính sẽ tính các cách tối ưu để tăng lợi nhuận và tránh rủi ro. Sự lên xuống thất thường nói lên tính không bền vững của thị trường hàng hóa nhất là cà phê, vốn rất nhạy cảm với yếu tố tiền tệ. Hơn nữa, sản lượng cà phê Brazil năm 2022 sẽ vào chu kỳ được mùa. Đồng thời, Uganda đang quyết tâm giành lại vị thế trên thị trường Robusta bằng cách tăng cả sản lượng lẫn lượng xuất khẩu. Thị trường đang tin theo Bộ Nông nghiệp Mỹ rằng năm kinh doanh 2022, Việt Nam có trên 1,8 triệu tấn. Ông Nguyễn Quang Bình thông tin. Giá tiêu hôm nay ngày 26 tháng 10 tăng tại Đà Lạ, Đà Nông, chuyên gia cảnh báo thị trường như lò xo bị nén. Giá tiêu hôm nay ngày 26 tháng 10 trong khoảng 86.000 đến 88.500 đồng mỗi kg, xuất khẩu có thể trùng lại, đại lý trong nước có thể giảm giá thu mua tạo các đợt sóng nhỏ. Tuy nhiên theo các chuyên gia, hình thái trên giống như chiếc lò xo bị nén, khiến giá tiêu bật tăng mạnh sau đó. Tại tỉnh Đắk Lắk, đàn Nông giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 87.000 đồng mỗi kg, tăng 500 đồng mỗi kg. Tại tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 86.000 đồng mỗi kg. Trong khi đó tại Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở mức 86.000 đồng mỗi kg. Tại tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu giá tiêu hôm nay ở mức 88.500 đồng mỗi kg, tăng 500 đồng mỗi kg. Còn tại tỉnh Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 87.500 đồng mỗi kg. Sáng nay giá tiêu trong nước tăng 500 đồng mỗi kg tại Đắk Lắk, Đà Nông và Bà Rịa, Vũng Tàu. Trong khi đó giá tiêu đen và tiêu trắng xuất khẩu của việt nam vẫn duy trì ba tuần qua bất chấp các quốc gia khác giảm hiện cuộc khủng hoảng lo toàn cầu vẫn rất trầm trọng khiến tàu bé ách tắc container dũng thiếu hụt trong khi đó đây là khoảng thời gian chuẩn bị hàng hóa cho mùa cao điểm cuối năm điều này tiếp tục ảnh hưởng đến các thị trường nông sản trong đó có giá tiêu xuất khẩu có thể trùng lại đại lý trong nước có thể giảm giá thu mua tạo các đợt sóng nhỏ tuy nhiên theo các chuyên gia hình thái trên giống như chiếc lò so bị nén khiến giá tiêu bật tăng mạnh sau đó. Đạt tăng của giá hàng hóa, trong đó có hồ tiêu cũng đang được hỗ trợ bởi cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu, giá dầu, giá gazette, giá khí tăng cao trong bối cảnh mùa đông cận kề khiến thị trường chứng khoán tăng liên tiếp, kéo các mở hàng khác tăng theo. Trang Commodity 3 dự kiến giá tiêu thế giới sẽ giữ ở mức ổn định và vững chắc trong những tuần tới. Việc hồ tiêu tăng giá và có lợi nhuận trong vụ mùa vừa qua đã thôi thúc nông dân nhiều địa phương mở rộng diện tích, như tại Đào Nông, toàn tỉnh hiện có 32.000 hecta hồ tiêu, sản lượng đạt khoảng 63.000 tấn. Tháng 5 đến 6 năm nay, nhiều hộ nông dân tại huyện Đám Mi, Cờ Rông Nô, Đá Song, Tùy Đức, Chạy Đôn, Chạy Đáo đi mua trụ để chuẩn bị mở rộng diện tích hồ tiêu. Tuy nhiên, việc phát triển hồ tiêu những năm qua được người dân, hợp tác xã, doanh nghiệp đẩy mạnh theo hướng hữu cơ. Nhiều diện tích hồ tiêu của tỉnh đã đạt các chứng nhận như Việt Gáp, USDA Orga 4C. Tỉnh đã có hai vùng canh tác hồ tiêu tập trung ở các xã Thuận Hà, Thuận Hạnh, Đà Song được công nhận là vùng sản xuất ứng dụng công nghệ cao với quy mô 1.500 hecta. Tại hai vùng sản xuất hồ tiêu này, người dân đã áp dụng tiêu chuẩn hữu cơ và Gen4Z. Sản phẩm hồ tiêu ở đây đã được chứng nhận nhãn hiệu tập thể Hồ tiêu Đà Song. Một phần sản lượng hồ tiêu của vùng sản xuất này được xuất khẩu vào các thị trường khó tính như Châu Âu, Nhật Bản, Hoa Kỳ.